Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đã đến với chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang. Và đây là số đầu tiên Lập kể chuyện ma ở ngoại cảnh. Và với không gian này rất phù hợp để chúng ta cùng nhau tâm sự, chia sẻ và nói về những vấn đề tâm linh. Và trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, Quỳnh Lập xin gửi lời cảm ơn đến dọc đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chạm vô cùng độc đáo đã luôn đồng hành với chương trình. Và mọi người biết không, chúng ta hầu như dành thời gian để quay cuồng với công việc. Sáng làm, trưa làm, chiều làm và thậm chí tối cũng phải tăng ca để làm. Cũng vì áp lực, chạy deadline khiến cho đầu óc trở nên căng thẳng. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần phải đi du lịch để xả stress. Và không có gì tuyệt vời bằng khi được đi chung với những nhóm hội thân thiết. Nhưng không phải lúc nào những chuyến đi du lịch cũng được suôn sẻ, trọn vẹn. Sẽ có rất là nhiều lý do khác nhau, nhưng không có lý do nào kinh khủng và nhớ đời bằng một chuyến du lịch với những vấn đề liên quan đến tâm linh. Và hôm nay sẽ là một cuộc hành trình của một nhóm bạn đi du lịch và chơi với ma. Một bạn gái tên là Nhung đang nằm ngủ trong một căn phòng giường đôi của căn homestay theo phong cách biệt thự cổ. Có hai bạn nữ khác đang nằm một giường, Nhung thì ngủ ở giường còn lại. Hướng nằm của Nhung khiến cô phải nhìn ra cửa sổ. Ở đó có thể nhìn thấy thành phố Đà Lạt xa xa, còn nhìn gần là những cây thông đang quằn mình rủ rượi trong đêm mưa gió. Nhung bị giật mình thức giấc giữa đêm và không thể nào ngủ lại được vì cô thấy có một người phụ nữ xõa tóc treo cổ dắt dẻo trên cây thông. Đã có chuyện gì khiến cho Nhung thấy người phụ nữ kỳ lạ đó? Và sau đây là khởi nguồn của câu chuyện. Sau những tháng ngày nôn nao chờ đợi thì hôm nay cũng đã đến ngày đi du lịch Đà Lạt, một chốn thiên đường của biết bao bạn trẻ muốn được thay đổi bầu không khí sau những tháng ngày áp lực vì công việc. Một nhóm bạn 7 người gồm Tâm, Sang, Nhật, Hiếu, Yến, Nhung và Thảo. Họ rất thân nhau từ thời còn đi học. Sau này lớn lên, mỗi người một công việc riêng, một hướng đi riêng. Do không làm cùng công ty, nên khó khăn lắm mới có thể sắp xếp lịch rảnh 5 ngày cho 7 người cùng đi Đà Lạt. Tâm là cậu bạn trưởng nhóm, là người sẽ lên lịch trình ở Đà Lạt. Vì những bạn còn lại ít am hiểu về nơi này, nhưng đối với Tâm, Đà Lạt giống như là một quê hương thứ hai của cậu vậy. Cậu quyết định chọn một homestay nguyên căn độc lập theo phong cách biệt thự để cả nhóm được vui chơi thoải mái, làm chủ được không gian và thời gian, không bị vướng bận hay làm ảnh hưởng bất kỳ khách du lịch nào khác. Căn nhà nằm một mình chơi vơi giữa rừng thông. Vì đây là tiêu chí du lịch hòa nhập với thiên nhiên nên chẳng có căn nhà nào khác lân cận. Phải cách đó tầm gần một cây số mới có nhà dân rải rác. Đứng trước không gian đầy mơ mộng, ánh nắng buổi sáng chan hòa chiếu rọi xuống căn nhà mang kiến trúc biệt thự cổ Đà Lạt đầy mộng mơ. Nhóm bạn của Tâm đang dần tiến về đó. Cánh cửa căn biệt thự mở ra, mọi người chạy ào vào nhà, đi khắp ngóc ngách và tìm cho mình những căn phòng ưng ý. Tính ra căn biệt thự này cũng không quá lớn, rất vừa đủ cho những nhóm bạn dao động từ 7 đến 12 người. Nhà có 2 phòng giường đơn và 2 phòng giường đôi. Sẽ có một phòng giường đôi bị bỏ trống bởi vì nhóm chỉ có 7 người thôi. Ba bạn gái quyết định ở chung phòng giường đôi vì nếu ở phòng đơn thì sẽ bị lẻ một người. Và đương nhiên, với sự nhát gan của các bạn gái, không ai dám ở một mình một phòng. Bốn nam thì chia ra 2 phòng đơn, không muốn phí phạm thời gian. Sau khi ổn định phòng ốc, cả nhóm bắt đầu đi ăn trưa với những món đặc sản ở Đà Lạt. Chiều thì đi chợ để tối làm đồ ăn đồ uống nhậu khai vị ngày đầu tiên tại căn nhà trong chuyến du lịch này. Lướt nhanh những cuộc vui chơi ở Đà Lạt và hiện tại là 18 giờ. Mọi người đang chia nhau ra
mỗi người chuẩn bị một phần cho buổi tiệc nhậu tối nay. Người làm đồ nước, người làm đồ ăn, đứa thì pha rượu bia, người gọt trái cây, đứa thì bày chén dĩa. Lây hoay cũng tới gần 20 giờ mới bắt đầu vào tiệc. Bỏ hết những bộn bề ở Sài Gòn, cả nhóm đắm chìm trong men say và những tràng cười sảng khoái. Khi mọi người đã lân lân ngắm rượu, Tâm bắt đầu khởi xướng tiết mục kể chuyện ma. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, một cột mốc thời gian khá lý tưởng để có thể đề cập những vấn đề tâm linh. Đứa nào cũng sợ, nhưng không thể cưỡng lại sự tò mò. Và rồi cả đám túm tụm lại gần nhau để nghe Tâm kể về những mẩu chuyện ma. Câu chuyện ngắn đầu tiên liên quan đến một khách sạn. Cũng là một người sau khi nhậu với bạn đã say xỉn, mơ mơ màng màng đi trên hành lang của một khách sạn. Trên tường có những khung tranh, hình ảnh của những người mặc đồ xưa, trông họ rất u ám, ma mị. Sáng hôm sau, người đó tỉnh dậy và phát hiện thật ra đó không phải là những khung tranh, mà là những ô cửa sổ. Tức là tối qua, người đó đã thấy những hồn ma của người xưa đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mà lại nhầm tưởng đó là những bức tranh. Mới nghe một mẩu chuyện ngắn đầu tiên, Sang liền đi đóng lại hết tất cả những cửa sổ ở phòng khách để tạo cảm giác an toàn hơn. Qua câu chuyện thứ hai, nói về một cặp đôi đi phượt. Chàng trai chạy xe rất nhanh, phóng như gió. Tối đến thì họ dựng lều cắm trại, mở điện thoại xem lại những tấm hình chụp chung của hai người trên đường đi. Chàng trai thấy hình của mình thì rõ, nhưng bạn gái lại rất mờ nhòa. Anh ta nói đùa, trời ơi, sao mà em mờ như dông vậy? Cô bạn gái rũ tóc ngồi bên cạnh trả lời, em mờ như dông là đúng rồi, vì lúc chiều em ngã chết giữa đường, anh đâu có hay đâu. Vừa dứt câu đó, cô bạn gái để lộ ra cái mặt đầy máu, phần da mặt bị chà sát xuống mặt đường, lát đến tận xương hàm và để lộ ra nguyên hàm răng lặt lìa lặt lội. Nghe tới đây, Nhật lớn tiếng hỏi, sáng giờ có đứa nào ngã xe chết giữa đường không ta? Nguyên đám cười phá lên để bớt cảm giác căng thẳng sợ ma. Và đây là câu chuyện thứ ba. Trong một bàn ăn, nếu nhà nào có người âm thì tự nhiên người dọn chén đũa sẽ dọn dư ra một phần chén đũa. Giống như là người âm đó khiến họ bày chén đũa trong quán tính rồi để dư ra một phần để họ có thể ngồi dùng cơm chung với mọi người. Nói tới đây, ai cũng tự nhìn chén đũa của mình. Và ngạc nhiên hơn là có một bộ chén đũa đã bị dọn dư ra. Nó nằm ngay vị trí không ai ngồi tới, nhưng nãy giờ không ai để ý. Mấy bạn nữ bắt đầu lo lắng. Hiếu cười rần lên phá không khí, trời ơi, tao mới để vô thêm đó, hết hồn chưa? Cả đám lại một lần nữa cười rần rần. Nhung có vẻ phấn khích hơn và yêu cầu làm trò gì đó để tăng độ sợ. Ngay lập tức, Tâm đưa ra một trò chơi, đó chính là cầu cờ. Cả đám nhìn nhau một lúc rồi cùng quyết định thử chơi trò này, vì mấy khi có một không gian thích hợp đến như vậy. Ngoài trời đã tối đen như mực, mưa cứ rả rích, cả căn nhà chỉ le lói ánh đèn cầy và đèn flash của điện thoại. Cả đám ngồi vòng tròn quanh cái bàn cầu cờ được Tâm vẽ tạm bợ trên miếng bìa cạc tông. Có thể thấy Tâm khá am hiểu về trò này, nên cậu đã vẽ bàn cầu cờ không sai chi tiết nào. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người cùng đưa ngón tay đặt vào đồng xu được gọi là cờ. Tâm bắt đầu đọc thần chú. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp muôn nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Bài thơ khấn dài ngoằng, giọng nói của Tâm vang vẳng trong màn đêm tăm tối. Khi vừa kết thúc bài thơ, đồng xu vẫn đứng yên đó. Mọi người liếc nhìn nhau và cố nhịn cười, vì cảm thấy đây cứ như là một trò của trẻ con. Nhung một tay chỉ vào đồng xu, tay kia thì ôm miệng cười khúc khích. Ngay lúc đó, đồng xu chuyển động, khiến Nhung giật mình. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, không ai còn một chút lơ là. Mọi người đều tập trung vào cái đồng xu, nó từ từ di chuyển đi quanh bàn cầu cờ. Tâm hỏi, có hồn nào mới về phải không?
đồng xu từ từ chuyển động đến chữ có. Tâm hỏi tiếp, cho hỏi là hồn nam hay là hồn nữ? Đồng xu từ từ chuyển động vào từng chữ và có kết quả là nữ. Tâm nói mọi người bây giờ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Thằng Sang xung phong, cô chết lâu rồi đúng không? Đồng xu di chuyển đến chữ đúng. Tới Nhật hỏi tiếp, tại sao cô chết? Đồng xu di chuyển ráp từng chữ cái. Mọi người cũng hồi hộp chờ đáp án lý do tại sao mà dông nữ này lại chết. Và ai cũng lạnh toát chân tay khi biết kết quả là treo cổ. Yến sợ quá định rút ngón tay ra khỏi đồng xu, Tâm cản lại, vì rút ra như vậy sẽ phá đàn, dễ làm cho dông giận dữ. Mình phải trò chuyện xong rồi mời họ đi đàng hoàng thì trò chơi mới thực sự kết thúc. Tự nhiên bầu không khí không còn thú vị nữa mà dần chuyển sang căng thẳng, lo sợ. Hiếu tiếp tục câu hỏi, tại sao cô không đầu thai? Đồng xu tiến về vị trí không một cách dứt khoát. Hiếu hỏi tiếp, ý của tôi là tại sao lại không chịu siêu thoát? Đồng xu đứng yên, không có dấu hiệu của sự chuyển động. Tâm nói, chắc là người ta không muốn trả lời câu hỏi này, mày hỏi câu khác đi. Mày hỏi câu này giống như là mày hỏi người ta có bồ hay không vậy đó, vô duyên lắm. Nhung giơ tay ra hiệu muốn được hỏi. Cho tôi hỏi, hồn này là ma hay là quỷ? Tự nhiên nghe câu hỏi này của Nhung, Tâm bất giác giật mình. Đúng ra là mình phải hỏi cái câu này ngay lần đầu tiên, vì nếu là ma thì mình mới có thể hỏi tiếp, còn nếu là quỷ thì phải bỏ chạy ngay. Linh hồn đã có thể nghe thấy câu hỏi đó của Nhung, và đồng xu bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển chậm chậm và dừng lại nghe chữ quỷ. Ngay lập tức Tâm giật mình la toáng lên, chạy 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 đi, chạy hết đi. Mấy bạn nữ không biết phải làm gì, tay chân lạnh ngắt cứng đơ không thể nào chạy nổi. Yến bỗng dưng hét lớn rồi bật khóc, và Thảo cũng khóc theo vì quá sợ. Trong cơn hoảng loạn đó, bọn con trai mở đèn sáng trưng lên và cười như được mùa. Thì ra tất cả chỉ là trò đùa. Thật ra cái đồng xu từ nãy tới giờ di chuyển là do người cố tình làm, chứ làm gì có ma cỏ nào làm. Yến vẫn khóc và mệt nhoài, cô gái sợ đến mức không nói nên lời, mặc dù đã được mọi người trấn an giải thích rõ ràng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, cả nhóm con trai vui vẻ trở về phòng, còn ba đứa con gái tội nghiệp vẫn còn hoang mang vì bị ăn một cú lừa đầy ngoạn mục. Mọi người vệ sinh cá nhân xong là leo lên giường phủ kín cái mền. Đêm ở Đà Lạt vốn đã lạnh, đã vậy căn nhà còn nằm ở trong rừng sâu núi thẳm, có mưa phùn lất phất càng khiến cho không gian ảm đạm lạnh lẽo hơn. Phòng tụi con trai đã o o tiếng ngáy, riêng phòng của ba bạn nữ, Thảo nằm chung giường với Yến. Thấy Yến không ngủ được vì vẫn còn bàng hoàng chuyện lúc nãy, Thảo mới trấn an Yến đừng có sợ nữa, tụi con trai chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng cái làm cho Yến bàng hoàng không phải vì bị trêu đùa cho sợ, cái làm cho Yến sợ là lúc đồng xu dừng lại ở chữ quỷ, Tâm la toáng lên là Yến thấy sau lưng của thằng Sang, ngang tầm vai của nó, có hai cái chân trắng bệch thòng xuống, nên lúc đó Yến mới hét lớn bật khóc. Khi mở đèn lên thì không còn thấy cái chân đó nữa. Nhung nói, chắc lúc đó là bà sợ quá, bà tưởng tượng rồi bà nhìn nhầm thôi. Lúc đó Nhung cũng ngồi cạnh Yến, cũng đối diện thằng Sang, mà đâu có thấy bàn chân nào lơ lửng trên không trung như là Yến đã thấy. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi. Nghe mọi người nói vậy, Yến cũng cố gắng dằn lại sự sợ hãi để đi ngủ. Dù gì cả ngày hôm nay cũng đã thấm mệt, rồi mình cần phải được nghỉ ngơi nữa. Và rồi tất cả mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh, không còn bất kỳ âm thanh hiện đại nào, chỉ còn tiếng rừng thông lào xào ầm ĩ trong gió đêm. Bỗng có tiếng. Đó là tiếng đồng xu rớt. Phải chăng là cái đồng xu hồi nãy mọi người chơi cầu cơ? Nó vẫn tiếp tục rớt, giống như là có ai đó lụm lên rồi tiếp tục làm rơi cái đồng xu.
Nhung nghe thấy tiếng đó nên giật mình tỉnh giấc, cố lắng tai nghe thì không còn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Nằm xuống để tiếp tục giấc ngủ, nhưng cô chết trân khi nhìn ra cửa sổ, nơi đó nhiều cây thông đang quằn mình rũ rượi trong đêm gió mưa. Và kinh hoàng hơn, ở đó có một người phụ nữ xõa tóc đang treo cổ dắt dẻo trên cây thông. Miệng cô cứng đờ không thể nào la lên được. Cây thông ngoài kia càng quằn mình nghiêng ngả dữ dội vì gió mạnh. Người phụ nữ đó thoát ẩn thoát hiện trong tán cây, nhưng cứ mỗi lần ẩn hiện dường như bà ta đang tiến lại gần. Nhung thấy rõ ràng người phụ nữ đó đang treo một cái dây thòng lọng ở cổ, rồi bỗng cái dây đứt khiến người phụ nữ rơi thẳng xuống đất. Và rồi có một âm thanh phát ra từ phía trên mái nhà, ngay chỗ phòng của Nhung đang nằm. Ngay khoảnh khắc đó, cô bật dậy la toáng lên khiến Yến và Thảo thức giấc. Nhung chen vô giữa hai người để nằm, cả người lạnh ngắt và rung lên bần bật. Nhung nói: Ma, tôi thấy ma mấy bà ơi. Rồi ba đứa con gái sợ hãi co rút vào nhau và ngủ tới sáng. Mặt trời dần ló dạng, tiếng chim hót mang lại sinh khí cho cả căn nhà. Hơn nửa nhóm đã tập hợp tại phòng khách. Tâm hỏi tối qua có ai nghe tiếng đồng xu rớt không? Đứa nào cũng xác nhận là có nghe. Thường mấy tiếng động lạ ngủ ở nhà lâu lâu còn nghe thấy, huống chi là mấy chỗ lạ này, nên ai nghe cũng cho qua rồi ngủ tiếp. Và mọi người bắt đầu hành trình khám phá Đà Lạt ngày thứ hai. Lúc đi chơi thì rất vui vẻ, chúng ta có thể lướt nhẹ qua những chi tiết này. Đến lúc chiều tà trở về nhà, Nhung liền trở nên e dè, lo sợ. Đêm nay, mọi người quyết định đốt lửa trại ngoài trước sân nhà, vừa nướng đồ ăn, vừa nhâm nhi rượu mơ Đà Lạt. Ngọn lửa được nhóm lên vô cùng dễ dàng, bập bùng sáng chói một góc giường. Và đương nhiên, tứ bề xung quanh đều tối đen như mực. Bảy người ngồi xung quanh ngọn lửa, cảm giác phía sau lưng thì lạnh, nhưng phía trước mặt thì lại ấm nóng, thật là thú vị. Mọi người xiên thịt gà ướp nước mắm, mỗi người cầm một cây để nướng dưới ngọn lửa kia. Tâm lại gầy kèo: "Ê, kể chuyện ma nữa không bay?" Nhung và Yến là người phản đối đầu tiên. Tụi con trai cứ chọc ghẹo con gái nhát gan. Hôm qua ngồi trong nhà kể thì có gì đâu mà sợ. Ngồi ở ngoài này kể chuyện ma mới là cảm giác mạnh nè. Nhung và Yến dứt khoát không chịu nghe chuyện ma, nên Tâm quyết định kể chuyện cười. Câu chuyện cười như sau: chàng trai đang ngủ trong nhà, bỗng có tiếng cậy cửa. Cô gái đánh thức chàng trai: "Anh, dậy đi, có ăn trộm đang cậy cửa kìa." Chàng trai vừa say ngủ vừa nói: "Ơi, kệ nó đi em ơi, anh khóa kỹ lắm, nó không cậy được cái cửa đâu." Cô người yêu than thở: "Anh đừng có chủ quan, đừng để nó cậy cửa vào rồi nó giết em như lần trước." Ủa vậy làm sao? Kể tới đây ai cũng chưng hửng không hiểu. Thằng Tâm mới giải thích: "Đừng để nó cậy cửa vào rồi nó giết em như lần trước." Tức là cô gái này đã bị giết trong lần ăn trộm trước đó rồi. Đây là hồn ma của cô gái hiện về để cảnh báo cho chàng trai. Yến nhăn nhó: "Ủa, chuyện cười gì kỳ vậy?" Mọi người cùng cười vì đã bị Tâm lừa. Tâm mới nói: "Thì bây giờ mọi người cười ra đó, không phải là chuyện cười, vậy là chuyện gì?" Nhung thì thấy khó chịu nên đứng lên đi dạo vòng vòng, không ngồi nghe thằng Tâm đùa giỡn nữa. Nhung đi vòng quanh cái sân trước nhà. Cái sân rộng và thoáng. Đứng ở vị trí này, nhìn xa xa thì thấy thành phố Đà Lạt đang sáng đèn. Nhìn lên thì thấy bầu trời đầy sao. Nhìn về phía căn nhà thì hùng vĩ cả rừng thông sâu thẳm. Nhưng trên gác mái, cô thấy có ai đó đang đứng nhìn mình. Ê, có ai đó đang trên gác mái kìa. Nhung lập tức la lên. Mọi người cũng nhìn theo thì lúc này không còn thấy gì nữa cả. Mọi người lo lắng: "Có khi nào bà Nhung nhìn nhầm không?" Nhung quả quyết rất rõ, cô đã thấy rất rõ. "Có khi nào là ăn trộm?" Mọi người liền chia nhau ra, một nửa ngồi ở dưới này canh, một nửa lên gác để kiểm tra. Hiếu, Yến và Thảo ngồi ở dưới sân. Nhung quyết định cùng Tâm, Sang và Nhật lên gác mái. Công cuộc tìm kiếm diễn ra ráo riết và nhanh chóng. Và đương nhiên chẳng có tên trộm nào cả, vì người mà Nhung thấy không phải là người dương.
đứng giữa phòng gác mái cũ kỹ bám đầy bụi, Nhung chợt nhận ra phía dưới chính là phòng giường đôi của nhóm nữ. Và đêm qua cô đã nghe tiếng đùng ở phía trên, tức là ngay vị trí cái phòng gác mái này. Chỉ có thể là mèo hoang, chỉ có thể là mèo hoang mới có thể tạo ra âm thanh này. Nhung tự trấn an mình như vậy. Không có gì khả nghi, mọi người đi xuống phòng khách và họ thấy Hiếu đang ngồi nói chuyện với Thảo ngoài đốm lửa. Chắc hai người này đang thích nhau rồi nên mới ngồi riêng nói chuyện với nhau tâm sự như vậy. Không muốn ra phá bầu không khí lãng mạn đó nên mọi người ngồi trong phòng khách xem tivi. Một lúc sau, Thảo ở trên lầu đi xuống và thắc mắc: "Ủa, sao mọi người ngồi trong đây hết vậy? Sống ra ngoài ngồi đi." Bây giờ cả đám mới thực sự thắc mắc ngược lại: "Không phải nãy giờ Thảo đang ngồi nói chuyện với Hiếu sao?" Thảo ngơ ngác: "Đâu có, nãy giờ Thảo trên phòng với Yến á. Lúc nãy mọi người đi kiểm tra trộm, Yến bà sợ quá nên là nhờ Thảo đưa Yến lên phòng. Bây giờ tôi mới xuống nè." Mọi người lúc này nhìn ra ngoài sân thì bây giờ lại thấy Hiếu chỉ ngồi một mình. Mọi người liền xông ra để hỏi Hiếu cho ra lẽ. Hiếu cũng khẳng định là nãy giờ cũng chỉ ngồi có một mình, đâu có ngồi với ai. Yến sợ quá nên Thảo đưa Yến lên trên phòng trước rồi. Cả nhóm bắt đầu thấy có cái gì đó không ổn, mau chóng thu dọn lại ngọn lửa rồi vào trong nhà. Ngồi trong phòng khách, Nhung kể lại chuyện tối qua cô thấy người đàn bà treo cổ trên cây thông cạnh nhà. Rồi Yến thấy có đôi bàn chân trắng toát đứng lơ lửng phía sau lưng của ông Hiếu. Nhung lo lắng, có khi nào mình cầu cơ khiến cho ma quỷ về đây thiệt không? Tâm quả quyết, trò cầu cơ hôm qua là do nhóm con trai dàn dựng lên để chọc ghẹo mấy bà con gái thôi, chứ không phải là chơi thật. Mà nếu như không chơi thật thì không có chuyện ma quỷ nào về thật. Tâm còn nói hôm qua thằng Hiếu đẩy cái đồng xu y như thiệt. Nghe đến đây, Hiếu phủ nhận là nó không hề dùng lực đẩy đồng xu. Nó còn tưởng là thằng Sang cố tình di chuyển nữa chứ. Thằng Sang cũng phủ nhận luôn. Sang thì tưởng là thằng Nhật làm. Vậy hóa ra không có thằng con trai nào dùng sức để đẩy đồng xu di chuyển cả. Nhung quả quyết, vậy là đồng xu tự chuyển động là có thật. Bốn thằng con trai bàng hoàng đổ mồ hôi mặc dù trời rất lạnh. Giờ đây không biết phải nói gì nữa cả. Bàn cầu cơ hôm qua là thật, đồng xu tự di chuyển là thật, có một vong quỷ về đây cũng là thật. Ai nấy đều hoang mang tột độ. Riêng Nhật thì cứ hầm hầm khó chịu, nó gắt gỏng: "Thôi hết vui, đi ngủ, ma tính tiếp." Cảm thấy lo lắng, bất an nhưng cũng không biết phải làm gì nữa nên mọi người quyết định đi ngủ sớm, sáng mai rồi hẳn tính tiếp. Và đêm nay mọi người đều giữ cho mình sự thao thức riêng. Ai cũng mong đêm nay trôi qua thật nhanh để có thể giảm dần sự sợ hãi. Mới hơn 9 giờ đêm, như đêm qua là đang rình rang nhậu nhẹt, giờ thì lại im lìm đi ngủ sớm. Lại là tiếng đồng xu rớt. Dường như ai cũng nghe thấy nhưng đều giả điếc cho qua. Tiếng đồng xu văng vẳng trong căn nhà tối tăm lạnh giá. Nhưng lần này nó lăn từ trên lầu 2, lăn dài xuống cầu thang rồi lăn xuống tận tầng trệt. Tâm cảm nhận có ai đó đang khều, giật mình quay qua. Thì ra là thằng Sang cùng phòng. Nó nhờ Tâm xuống bếp cùng với nó để lấy nước. Nó quá khát nước rồi mà không dám đi một mình. Vậy là Tâm đồng ý xuống bếp cùng với Sang. Sang nó đi băng băng vì quá khát, Tâm muốn đi theo sát cũng không kịp. Cái nhà tối thui mà nó đi như đúng rồi. Tâm bước xuống hết cầu thang, nhìn vô bếp thì không thấy Sang đâu cả. Nhìn ra phòng khách thì thấy Sang đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài. "Thằng này nó bị cái gì vậy?" Vừa nói, Tâm vừa tiến lại gần Sang. Thằng Sang vẫn đứng chết chân, không nói không rằng. Tâm đến gần sát bên cạnh, định đưa tay chạm vào người của Sang thì có tiếng nói của Nhật ở phía sau: "Mày làm gì đứng đó vậy?" Đèn mở lên, Tâm quay lại thấy Nhật đứng ở cầu thang ở phía sau. Rồi Tâm quay về phía cửa sổ thì không thấy thằng Sang đâu nữa. Tâm chân hững đến ngỡ ngàng, rõ ràng là mới thấy thằng Sang đứng ở đây mà. Nhật bực mình hỏi lại,
tao hỏi mày á, làm sao nãy giờ mày đứng ở đây? Tâm lúc này trở nên bối rối. Đâu có. Thằng Sang nó khát nước, rồi xong rồi nó kêu tao đi xuống chung với nó lấy nước. Rồi tự nhiên nó đứng đây ở cửa sổ nãy giờ. Rồi giờ nó mất tiêu. Nhật quả quyết: ê mày đừng có chọc tao nữa nha, thằng Sang nó còn ngủ trong phòng mày kìa, có cần tao kêu nó xuống không? Sang! Nhật lớn tiếng gọi Sang, khiến cả nhóm đều thức dậy. Và đúng như lời Nhật nói, Sang từ trên phòng chạy xuống, mấy bạn nữ cũng lũ lượt kéo theo sau. Tâm, Sang, Nhật, Nhung, Yến, Thảo đã có mặt. Vậy thằng Hiếu đâu? Đam 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 đam. Có tiếng đập cửa kinh hoàng. Tiếng của thằng Hiếu phát ra từ ngoài đó. Mở cửa cứu tao tụi bay ơi, mở cửa. Nghe tiếng của thằng Hiếu ngoài đó, cả nhóm liền mở cửa ra. Trời ơi, thằng Hiếu mình mẩy ướt nhẹp vì sương lạnh, tay chân trắng bệch, da co dính lại vì lạnh. Mọi người thay đồ choàng khăn cho Hiếu rồi hỏi sự tình. Hiếu thật sự không nhớ gì hết. Tự nhiên mở mắt ra là thấy đang nằm ở ngoài bụi cỏ ngoài sân. Cả nhóm sợ hãi đến kinh hoàng. Có khi nào ma quỷ lo thằng Hiếu ra khỏi nhà mà nó không biết? Còn Tâm thì bị ma quỷ che mắt dẫn đường không hay. Yến bắt đầu không kìm được nước mắt vì lo sợ, không biết chuyện gì không hay sẽ có thể xảy ra. Mọi người chấn chỉnh tinh thần cho nhau, làm gì cũng phải cùng nhau, không được tách ra đi riêng dù chỉ là hai đứa. Cả nhóm quyết định cùng tụ lại phòng giường đôi của nhóm nữ mà ngủ. Không ai dám ngủ phòng riêng nữa hết. Đèn phòng mở sáng trưng, cả đám thay phiên nhau, nửa nhóm thì thức canh, nửa nhóm thì ngủ. Để giảm bớt căng thẳng, Tâm lướt TikTok để đỡ sợ. Mà ngộ là lướt tới đâu là những thông tin về tâm linh ma quỷ lại xuất hiện lần lượt tới đó. Cũng đúng thôi, khi mà mình cứ nhắc hoài một vấn đề, Siri trong điện thoại có thể nghe thấy và sẽ hiển thị gợi ý ở bất kỳ nền tảng nào. Đúng một cái, tự nhiên thằng Sang bị kéo chân rớt xuống giường. Mấy bà con gái la toáng lên vì sợ. Không khí bắt đầu hỗn loạn, tinh thần dần mất ổn định. Nhật la lớn: phải đủ rồi nha, tụi bay giỡn hoài không biết mệt hả? Tao là tao mệt lắm rồi đó, tao bắt đầu cọc rồi đó nha. Vẫn ít ít như hôm qua là vui, chứ tụi bay nhây lắm rồi đó. Tâm khẳng định là không hề giỡn một chút nào luôn. Chính bản thân nó còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhật càng thêm gắt gỏng: tất cả tụi bay mà ra hết á, chẳng có ma cỏ gì hết, tao éo tin. Ngay lúc đó, mọi người nghe rõ một cái chát. Thằng Nhật liền ôm đùi đau đớn. Mọi người xúm lại xem, ngay trên phần đùi của Nhật in dấu bàn tay 5 ngón đỏ chót, y như ai đó vừa mới đập vào đùi của thằng Nhật vậy. Bây giờ trong nhóm không còn ai không tin nữa. Tâm yêu cầu mọi người ngồi xếp bàn lại, dùng điện thoại mở kinh, rồi nắm tay nhau để không ai bị lạc ra, nhắm mắt lại để không phải thấy ma thấy quỷ, rồi cố gắng bình tâm nhẩm đọc theo lời kinh. Tuy rất sợ nhưng ai cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh để đọc theo tiếng kinh chú Đại Bi mà Tâm mở trong điện thoại. Bài kinh dài gần nửa tiếng, và trong khoảng thời gian đó không ai dám nhúc nhích động đậy gì. Tiếng kinh dần xua tan sự sợ hãi trong căn phòng. Mọi người cũng dần bình tĩnh hơn khi không còn thấy bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra nữa. Bài kinh đã hết, mọi người thả lỏng tay và buông ra. Lúc này cả nhóm mới có thể an tâm mở mắt. Thấy được sự bình yên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thảo thắc mắc: ủa bà Yến đâu? Không còn thấy Yến đâu cả. Hồi nãy mọi người đều khẳng định là có nắm tay nhau. Nhung nắm tay trái của Yến, Thảo nắm tay phải của Yến, và cả hai đều cảm nhận là tay của Yến rất lạnh. Nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy Nhung và Thảo đều nắm tay nhau, không còn thấy Yến ngồi ở giữa nữa. Và có tiếng đồng xu rơi ở ngoài cầu thang. Bây giờ mọi người phải lấy hết can đảm để đi tìm Yến. Mọi người từ từ đi xuống bếp, thấy Yến đang sụ tóc cầm đồng xu thảy xuống đất, rồi lụm lên, rồi lại thảy xuống đất. Cứ như vậy làm đi làm lại, làm hoài. Tâm dẫn đầu cả nhóm, nhưng không dám đến gần Yến vì sợ. Yến,
Yến ơi, bà có sao không Yến? Yến trả lời bằng giọng điệu sắc lạnh. Sao tụi bay kêu tao về chơi mà không chơi với tao? Rồi xong, rõ ràng Yến đã bị nhập. Mọi người ôm siết vào nhau vì sợ. Yến than thở tiếp. Sao gọi hồn tao về mà không cho tao ăn? Tao đói quá, tao đói quá. Chỉ có Tâm là đủ can đảm và bình tĩnh để tiếp chuyện với cái vong hồn này. Dạ, cô muốn ăn gì? Cô nói đi, ngày mai tụi con ra chợ mua về cúng cho cô liền. Cô tha cho tụi con nha. Không quan tâm câu trả lời của Tâm, vong hồn đó tiếp tục. Sao tụi bay gọi hồn tao về rồi bỏ mặt tao? Sao tụi bay gọi hồn tao về rồi bỏ mặt tao? Dạ, không phải đâu. Dạ, tụi con sợ quá nên là tụi con chạy thôi, chứ không phải là bỏ mặt gì hết đâu. Tâm cố gắng lấp liếm cho vong hồn bớt giận, nhưng cái vong dần trở nên giận dữ hơn. Sao tụi bay lấy tao ra làm cho đùa giỡn? Sao tụi bay lấy tao ra để đùa giỡn? Yến gào lên vang vọng cả căn nhà, khiến cả nhóm khiếp sợ. Có đứa không đứng vững phải té ngã. Lúc này Yến ngước mặt lên, hai mắt đỏ ngầu, sâu hút, mặt thì tái nhợt đến nỗi không thể nào nhận ra. Đáng sợ hơn nữa là trên tay Yến đang cầm một con dao. Cả đám vô cùng khiếp sợ, tông cửa chạy ra ngoài. Yến dẹo cổ qua một bên và đi từ từ đuổi theo sau. Cả đám chạy chân không trên con đường đèo heo hút, không một cái nhà, không một bóng người, vừa chạy vừa khóc la ý giới. Phía sau vẫn là Yến, ngoẹo cổ sang một bên, vẫn từng bước đuổi theo khập khiễng. Nhưng may mắn, có một chiếc taxi đang chạy tới. Tâm liền chặn đầu xe và xin tài xế chở mọi người thoát khỏi khu vực này. Nhìn tụi nhỏ đang mệt mỏi thất thần, chú tài xế tống hết lên xe và chạy về phía thành phố, bỏ xa Yến đang giật giờ đuổi theo phía sau. Xe đang thả dốc, thay vì men theo con đường nhựa, tự nhiên xe quẹo vô một con đường mòn, chạy thẳng vào trong rừng thông. Cả đám la toáng lên vì có vẻ xe đang mất thắng. Và rồi cả nguyên chiếc xe taxi đâm sầm vào gốc cây to. Mọi người đều chấn thương bất tỉnh. Sáng hôm sau, cả đám thức dậy và phát hiện mình đang ngủ trong một chiếc xe taxi đã cũ nát, có dấu tích đã bị bẹp dí phần đầu và nằm dưới gốc cây to. Vậy hóa ra khuya hôm qua cả nhóm đã đi nhờ chiếc xe taxi ma mà không hề hay biết. Cả nhóm bần thần trở về căn biệt thự và thấy Yến nằm ngủ giật giờ ngoài sân, cả người ướt nhem vì sương gió. Đáng lẽ là sẽ ở thêm 2 ngày nữa, nhưng không, cả nhóm quyết định bút vé về, về liền ngay lập tức, không dám ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa cả. Và đó là một chuyến du lịch vô cùng kinh hoàng, nhưng cũng mừng vì không ai mất mạng hoặc là quá điên. Đây là một bài học nhớ đời cho những ai hay lấy chuyện tâm linh ra đùa giỡn, đặc biệt là ở những nơi rừng thiêng nước độc. Đừng vì những giây phút hiếu kỳ tò mò về thế giới tâm linh mà chơi trò kêu vong trêu ma chọc quỷ, kẻo nhẹ thì ám ảnh cả đời, nặng là không giữ được cả tính mạng. Và vẫn là một câu nói vô cùng quen thuộc: đi đâu thì đi, làm gì thì làm, có thờ có thiên, có kiên có lành. Và đó chính là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Và một nén nhang cũng đã hết. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi câu chuyện này của Lập. Và phía cuối chương trình, xin gửi lời cảm ơn đến dòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc chạm vô cùng độc đáo đã luôn đồng hành với chương trình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kiếp nhân sinh âm dương mỗi cõi, chớ mời người cõi chết về chơi. Ma kia đau đớn một đời, đừng vì vui thú khiến đời không yên.